Vâng, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến xin chào bà con và các bác nha. Hôm nay thì em có hai con tời các bác. Hai con tời này để phục vụ các bác mua về để mà kéo lưới luôn nhá, kéo lưới kéo thuyền. Và ở đây này là một con tời, đây là hai loại khác nhau các bác này. Ở đây là một con tời 8 tấn em lắp cho anh Nhân ở thành phố Huế nhá. Đấy, thì anh này ở thành phố Huế mua về để kéo thuyền này. Còn con bên này là con tời 3 tấn rưỡi em là chuẩn bị gửi đi cho bác Sơn. Bác Sơn ở Kỳ Anh Hà Tĩnh, bác mua về để lắp lên thuyền để có kéo lưới đấy. Đấy, thì ở đây hai con máy này hôm nay thì em đều phục vụ cho các bác để kéo lưới kéo thuyền hết nhá. Thì đây là hai con tời gắn động cơ xe máy, thường thường thì nó sẽ sử dụng để kéo gỗ luôn các bác. Kéo gỗ vẫn được nhá. Chuyên dùng kéo gỗ. Nhưng mà kéo lưới là các bác ứng dụng đang gần đây thôi. Thì đầu tiên giới thiệu đến các bác hai con tời khác nhau. Con này là khỏe hơn các bác này, con kia là loại nhỏ hơn. Đầu tiên là về động cơ các bác. Động cơ thì bên em lắp động cơ 110 cc, em chế thêm hai cái tay chống và ở đây là cái tay ga. Ở đây đây là bình xăng các bác. Đấy, động cơ xe gắn máy bình thường nhá, rất là nhỏ gọn đẹp cho các bác nhá. Đấy, hai là hai cái động cơ. Động cơ này thì bên em đã làm lại cơ bản nổ máy ngon lành cho các bác trước khi giao hàng. Còn tiếp đến là khung này. Về khung tời nó sẽ phản ánh cái sự độ khỏe khác nhau của tời nhé. Ở đây là một con khung tời 8 bánh răng. Các bác để ý cho em này. 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5, 6 này, 7, 8 này. 8 bánh răng và đồng thời nó là 4 cầu này, 1 cầu này, 2 cầu này, 3 cầu này, 4 cầu này. Thì con tời này là thuộc dòng tời khỏe nhất bên em này các bác nhá. Đấy, rất là khỏe luôn. Dành cho các bác nào mà kéo gỗ, kéo thuyền bè nhá, kéo lưới đều được hết. Hệ này là loại khỏe nhất rồi, các bác có thể sử dụng để mà tải trọng nặng, rất là hợp lý cho các bác mua về sử dụng nhá. Khung tời thì bên em làm chế thêm phanh và ngắt đầy đủ. Ví dụ như đây là ngắt các bác này. Đấy, đây là ngắt. Đây là ngắt, đây là phanh này. Đấy, đây là phanh này. Cái ngắt này có tác dụng là khi mà các bác ngắt ra này, các bác ra cáp rất là dễ nhá. Ra cáp rất là dễ này. Đấy, đây là khi các bác tháo ngắt ra. Về khung thì bên em làm những con lăn như thế này. Ở đây có lăn. Con lăn để cho các bác tránh cái sự ma sát trực tiếp giữa cái dây dù các bác kéo lưới hoặc là cái dây cáp, đánh trực tiếp ăn ở trong 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 khung, nó sẽ ăn qua con lăn như thế này, nó giảm độ ma sát của dây với khung nhá, tạo cái độ bền cho máy. Thì con tời này, một con tời cơ bản á thì bên em sẽ để như thế này thôi. Còn con tời này các bác muốn di chuyển các bác chế thêm bánh như thế này, cái khung tời mà làm bánh như thế này là các bác đặt đặt thêm làm ngoài các bác nhá. Các bác đặt cọc em để em làm ngoài khung bánh này và tay dắt. Đấy là em thiết kế ngoài cho các bác. Tiếp đến là cái khung bé này, đây là khung bé hơn các bác này. Khung bé này thì loại này là loại 3 tấn rưỡi, nó chỉ có 4 bánh răng thôi, 1 2 này, 3 4 này. Và 3 cầu này, 1 cầu này, 2 cầu này, 3 cầu này. Đấy, nếu mà so sánh với hai con máy thì con máy 4 cầu này nó khỏe hơn rất là nhiều. Con máy 4 cầu khỏe hơn nhá. Và về tốc độ thì con 3 cầu nó sẽ nhanh hơn. Nó nhanh hơn, nó chuyển động nhanh hơn con 4 cầu. Con 4 cầu khỏe nhưng mà sẽ chậm hơn. Còn các bác nào mà tơi nhẹ thì dùng con này tơi rất là nhanh. Đấy. Thì nguyên bản một con máy tơi là như thế này. Các bác nào cần đặt đặt làm bánh lốp thì em sẽ chế thêm như cái này nhá. Đấy, cả hai tất cả các loại tời đều cơ bản là gồm động cơ và khung thôi các bác. Con máy này chuẩn bị lắp lên thuyền cho nên là em có khoan thêm mấy cái lỗ bên dưới. Về động cơ này, động cơ thì hiện tại là em đã rút xăng rồi, em nổ thử cho các bác xem nó còn rút xăng nào không. Xăng đã rút hết rồi các bác. Đấy, hồi nãy bên em nổ thử đầy đủ rồi, nhưng mà tạm thời là đã rút hết xăng. Bên này cũng thế. Đó, động cơ thì động cơ 110 cc, bên em đã kiểm tra và test nổ trước khi giao hàng cho các bác ở xa.
Thì mọi thông tin chi tiết các bác cần mua hàng đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp vào bên em, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến, địa chỉ là Cầu Bùng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An. Số điện thoại là 0988182789 các bác nhá. Và các bác có thể truy cập số điện thoại là 0988132789. Đấy. Và các bác có thể truy cập website www.phúcminhtiến.com các bác nhá. Rồi em xin cảm ơn các bác.